Ay, ay, ay. Hello everyone. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với chiếc máy chơi game Nintendo Switch cùng tựa game New Super Lucky Tail nhé. Đây là một tựa game vô cùng vui nhộn và tươi sáng, mình nghĩ sẽ rất là phù hợp với mọi lứa tuổi, từ bà già đến con gà nhà mình. Mình tin rằng các bạn trẻ, các bạn dân chơi mới lớn sẽ rất là thích cái tựa game này luôn. Vậy cùng mình khám phá tựa game này nhé. Oh yeah, let's go. Rồi ra có chuyện mà có chuyện của tựa game lần này chúng ta chơi nhá. Đậm chất cái này Hollywood luôn. Bà mẹ sói vì muốn bảo vệ thế giới mà đem theo cái sách mặt thật kìa. Đó. Xong rồi bị bọn phe ác nó bắt lấy. Nhưng mà đến khi bọn ác nó bắt lấy thì cái quyển sách tự bộc phát ra sẽ năng lượng đó. Rồi quấn tất cả vào một cái thế giới mới. Nhưng mà không nhờ ngoại trừ bà mẹ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện chính của game. Chính là cuộc phiêu lưu của chú sói mang tên Lucky. Lucky 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 Lucky. Mình đã thử cơ chế hoạt động này. Nhà rất hay luôn. Bản EDM điện tử chất lượng thật. Nào sao đến cái chuyện là mắt lồi này nào. Mắt lồi khá là to. Nhưng mà không bảo anh phẹo được. Oh my gosh, you are real. I'm so happy right now. Tìm cách để mở cái khóa màu tím kia thôi là được. Đi ở cái nhá. Úi úi úi. Úi ơi. Hay là bê này nhỉ, đúc bờ xong. Tác dụng là độn thổ nha các bạn nhé. Đây, độn thổ các bạn xem. Độn thổ như châu tinh trì luôn. Úi xời. Ý, đập chuông. Wow. Như vậy là tưởng mở cổng có gì khó chứ. Chết mày đi. À, ta đến với kiểu tiếp theo nhá. Úi giời. Chết bò. Oh my god. Master victim. Sợ chạy luôn. Bà
just ahead. Và sau cú đạp vừa rồi của chú ninja mèo thì em kẹo đã chỉ còn mỗi cái đầu thôi. Không thể tin được. Chúng ta bắt đầu anh phải vào đây ạ. Ba cái đầu nữa để cho hai con Iron Man kia nó hoạt động đơn giản thôi. Hai đập là chết. Ôi giời ơi. Thì khá là sao cả. Mấy viên ngọc rồng. Mấy cái này còn cái chỗ kia chẳng. Để bắn lửa nhá. Oh no. Triệu hồi đồng thần anh em ơi. What is this? Wow, wow, wow. Không, mình không skip à. Đây rồi. Mình sẽ không sử dụng thằng chó nữa bởi vì nó mèo mà, thằng mèo. Làm gì ra đi. À. Chắc là ăn mạng và có thêm một bạn nữa là tầm 7 mạng nhé. Rồi, chỉ bị mất đi một bạn rồi, mấy nó không được. Ui. Gì kia. Tốn thảm, có dấu hỏi chậm. Nghe không ta? Mình nghĩ là không đâu. Chấm đấy là gì thì ra mình chưa biết. Không sao cả. Chờ đến sự kiện đấy. Chip
hút đối tượng game này nó chính là những bản nhạc minh hao trong game, bản chất dân chơi VR luôn. Bản nhạc này chẳng hạn, các bạn có thể khởi bất cứ đâu các bạn muốn. Lucky Star. Mà là dạng tên Lucky Star. Chịa. Rồi chúng ta cùng mang cái hòn cuối cùng này về cái hạt với thằng Iron Man. Rất là lạ. Bình thường nếu mà muốn kích hoạt anh sợ thì mình chỉ cần dùng 2 hòn thôi. Vỗ tay. Khi sẽ là đi thu thập những cái mảnh giấy đấy để hoàn thành cái sách. Rồi. Sky Castle. Kibble ba ki chao. Wow. Dim. Why don't you? Rồi. Thằng mắt lồi này sẽ đi scout mình. Nó chuột. Ta cần 4 cái cỏ này chăng? À, 4 cái lá cỏ này nha. Nhiều cổng đấy. Rồi, nghĩ đây sẽ là một nơi trung tâm để di chuyển đến các cái cửa khác rồi. Khi nào chúng ta sưu tập đủ những cái cỏ, cái cửa yêu cầu ta sẽ đi được đến cái cửa đó. Dim, okay, wow, we both.
ngon. Rồi anh tham.
Cầu này rồi. Yeah, yeah. Rồi. Xong tập tiếp theo thì có lẽ mình sẽ khám phá cái cổng đấy nhé. Bây giờ thì cái thời lượng của chương trình chúng ta đã hết rồi. Chuẩn bị đến với chương trình thời sự VTV3 thôi, nên là mình phải nhường lại rồi nhé. Bạn hãy ủng hộ mình bằng một comment, bằng một subscribe, và có thể cho thêm một like nữa cũng được để mình tiếp tục ra những clip đẳng cấp nữa nha. Nên đây xin chào tạm biệt các bạn. Oh yeah. Bye bye.